Anh chừng nào anh lấy em. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa, bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, giọng lão quá, chào bạn. Em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là dạ, giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng á chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bọn em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Ừ, tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Nhưng bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu. Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn? Vâng. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nói chứ em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi? Dạ. Bao nhiêu năm? Dạ cũng 4-5 năm nay. Dạ. Rồi hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ đúng rồi. Tình duyên mới, đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nó là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại ở đó. Mà trong cái khoảng thời gian đó em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Ở quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À, đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không hả? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát rồi thua học trò nữa, còn bạn hát ha, được không? Em hát kinh lắm rồi. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa thành ra là dạ. Quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử coi sao. Em hát thử một đoạn thôi. À. Người ơi, làng Quan Họ quê tôi, cửa đình Ngô Bán Nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, Quan Họ về là về trao duyên, ấy Quan Họ về là về trao duyên. Cũng được. Nãy giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cái gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cái duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá. Thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à?
Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân người đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh à. À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài chả có ai rủ em. Chào hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay á. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ dạ, dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chị. Càng thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bự mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gu này lạ luôn nha. Quá lạ. Ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Thì vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mà có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? À em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy, sau này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chị, nhìn nó cứ đều đều cứ ghê ấy chị. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh bên này sao? Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành. Biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẹ lẹ quá là không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. À, anh rượu chè thì cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Cô của Huệ. Dạ. Bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy thì cũng được. Rồi nếu mà đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn uống nhiều bồi dưỡng chán vô. Hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi còn bạn Tú. Dạ cảm ơn cô. Không? Dạ em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Ừ. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về độ của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm ạ. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Nó không có lo. Em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà.
cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi nhậu mà dắt em đi hoài, cuối cùng bụng ai bự? Cho người ta đi, người ta uống một mình thì bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ dạ, chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? À, anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em? Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh hỏi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắng rồi đi, đúng rồi. Thẳng thắng rồi đi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về dinh ha. Dạ, ok. Ừ. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Anh Tổng Dinh thì cũng sao? Quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi cho rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Ừ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi ý là tươi cười á chị. Rồi bạn Nam, mà thấy cô gái thế nào? Thằng bạn vui tính, rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà... Ghê lắm phải không? Lù khù rồi. Rồi đó. Bạn chưa nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không? Một. Có nhắn không? Hai. Ba. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Cười. Điện giật, điện giật ha? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Cá tính. Rất là cá tính. Chúc mừng hai bạn một cặp vé xem phim. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian nhiều nữa để trò chuyện cùng với nhau. Dạ. Cảm ơn chương trình ạ. Đây là phần quà tặng cho hai bạn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thơm miệng để làm gì chị? Để hôn nhau. Trời ơi còn hỏi nữa. Rồi hai người nắm tay đi. Đó là chia đôi đó. Chừng hồi rồi cái lộn, chia đôi.